cháu bo đâu. Xin chào tất cả các anh em. Educau rất vui hôm nay được tiếp tục review và giới thiệu đến tất cả các anh em mẫu cần tây của thương hiệu MC. Thì cái cây cần này là của thương hiệu MC Zia Aoni. Thì cái tên của nó cũng hơi khó đọc. Thì cái mẫu cần này ở thị trường Việt Nam các anh em hay gọi là cái cần của thương hiệu MC. Cái logo của nó là cái chữ M với chữ C, hình con cá. Các anh em hay gọi là cái cây cần của thương hiệu MC. Và tên của cái cần này là Phục Ma Khinh Lượng. Đây, một cái mẫu cần phân khúc giá tầm trung và nó thiên về bạo lực. Tuy là cái dòng cần chơi bạo lực, nó chất liệu carbon và cũng khá là nhẹ. Thì với cái size 3.6 nó có trọng lượng tầm khoảng 105 gram các anh em, và lực tải tĩnh thì 3 kg. Cái mẫu này hiện tại bên Educau có size từ 3.6 đến 7.2. Thì phân bổ lực của cây này là phân bổ lực 28, chất liệu carbon, lực tải phải nói là nó cũng khá là khỏe. Thì với cái size 3.6 thì nó tải tĩnh tầm 3 kg, hay những cái size lớn hơn thì tất nhiên là cái lực tải tĩnh của nó cao hơn. Và trọng lượng của cái cây này theo cái mặt bằng của những cái mẫu cần tây thì trọng lượng của nó cũng khá là nhẹ ha. Size 36 thì là tầm khoảng 105 gram. Thì những cái size dài hơn thì tất nhiên là cái trọng lượng nó cao hơn, nhưng so với những cái mặt bằng trọng lượng của cần tây thì với cái trọng lượng này thì nó khá là nhẹ. Thì các bạn và các anh em xem cái bảng thông số kỹ thuật thì có thể xem ở cuối video hoặc vào cái website aducau.com. Ở trên tiêu đề của bài viết, bên Educau đã để cái link của cái bài viết sản phẩm. Cục đói trọng của cây cần, các anh em nhìn thấy cái ren trong của đói trọng cũng là bằng kim loại. Và các anh em nhìn ha, cái lóng phôi khá là dày và cái tay cầm chống trượt. Và với cái tay cầm này, khi các anh em gác lên cái chống cần ha, gác cần, nó hít vào cái gác cần ha, rất là chắc, nó không có bị trượt. Đây là những cái rãnh ABS chống bo cần. Cây cần này chất liệu carbon, các anh em nghe ha, cái tiếng đanh của carbon, các cái lóng cần nó quay lại với nhau ha, rất là đanh. Đây là cái vòng ring kim loại chống nổ lóng, chống tét lóng, với hai cái đầu lóng tiếp theo ha, có lơ sơn, cái lớp sơn trợ lực. Và đây là cái đọt. Thì với những cái mẫu cần mà chơi thiên về bạo lực thì cái đọt của nó không có cái xoắn 360 độ nha các anh em. Đây là cái cần, tên của cái cần là Phục Ma Khinh Lượng, của cái thương hiệu MC Gideoni. Thì cái thương hiệu này các anh em hay gọi là thương hiệu MC. Cái cây 54, phân bổ lực 28. Thì cái cây này nó có cái độ cứng tương đương với 5H nha các anh em, và có size từ 36 đến 7.2. Các bạn và các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng.